vì tư lợi cá nhân, không cần đánh bóng tên tuổi, cũng chẳng mang danh xưng, tổ chức hay hội đoàn, nhưng chỉ vì với khát vọng làm gì đó để có thể góp phần vào công cuộc đấu tranh chung, để xoa dịu bớt vết thương của nạn nhân dưới thể chế vô luân, độc tài, cõng rắn cắn gà nhà. Những mái đầu xanh không phân biệt tôn giáo, ranh giới, vùng miền, những anh em cùng chung hoài bão cuốn hút vào nhau để tạo nên tâm bão, góp một bàn tay nhằm giúp đỡ và an ủi các nạn nhân bị đàn áp vì biểu tình đòi công lý, sự thật, quyền bảo vệ môi trường, phản đối nhà máy gang thép Formosa. Một ngày thứ bảy đẹp trời 20 tháng 5 năm 2017 tại Odense, Denmark, một hội trường xinh xắn được chuẩn bị sẵn sàng chào đón quý đồng hương. Chương trình bắt đầu khoảng hơn 17 giờ với nghi thức chào cờ và mặc niệm. Nhà bếp cũng sẵn sàng bàn tiệc tự phục vụ với những món ăn hấp dẫn, làm cả hội trường dường như không thể chần chừ. Phần văn nghệ cũng được bắt đầu phục vụ quý đồng hương với những ca khúc tình tự quê hương, xen kẽ những bài nhạc đấu tranh đồng ca vang dội. Xa quê hương là những ngày mang đau thương, một ngày xa quê hương là một ngày mang đau khổ, một ngày không nắng ấm và một ngày không mưa rào, một ngày hiu hơi thở của đồng cỏ nước Việt Nam. Là những ngày mang đau thương, một ngày xa quê hương là một ngày mang đau khổ, một ngày không nắng ấm và một ngày không mưa rào, một ngày hiu hơi thở mùa đông cỏ nước Việt Nam. Kính chào quý vị, kính thưa quý ông bà, các anh chị em đang hiện diện tại hội trường khán phạc hôm nay. Đầu tiên, Hưng xin thay mặt ban tổ chức hân hoan chào đón quý đồng hương đến tham dự chương trình mang chủ đề Góp một bàn tay hôm nay. Sự hiện diện của quý vị hôm nay đã nói lên tấm lòng ưu tư và trăn trở cho quê hương của tất cả. Và xin phép quý cô bác, anh chị em cho Hưng có đôi phút giới thiệu về nhóm thiện nguyện Đan Mạch. Kính thưa quý quan khách, nhóm thiện nguyện Đan Mạch là tập hợp những người Việt Nam ở Đan Mạch có cùng chung một trăn trở cho quê hương.
Nhóm sinh hoạt tự phát theo tấm lòng thiện nguyện, tùy thuộc vào thời gian, sức khỏe, khả năng của cá nhân. Nhóm hoạt động theo phương thức các anh chị em tự do chọn lựa mỗi lần một đề tài và lên đề án. Một khi đề án khả thi, nhóm sẽ bầu ra người đại diện thích hợp cho đề án và cùng nhau thực hiện. Vì vậy, nhóm mời gọi mọi người cùng tham gia trong khả năng, sức khỏe và khả năng của mình. Mọi ý kiến đóng góp và đề nghị xin đừng lưỡng lự. Hãy liên lạc trực tiếp tới người trách nhiệm có ghi tên trong mỗi chương trình. Trở lại với mục đích chính của buổi tổ chức hôm nay, kính thưa quý quan khách, nói đến thảm họa Formosa tại Việt Nam, chúng ta nên còn nhớ vào tháng 4 năm 2016. Rất nhiều cá biển chết rồi trôi dạt vào bờ tại Vũng Áng, Hà Tĩnh. Hiện tượng này sau đó lan ra các vùng biển Quảng Bình, Quảng Trị. Có nơi mỗi ngày ngư dân dọc bờ biển vớt hàng tấn cá chết. Qua phân tích, cả nước biển lẫn nước đầm đều bị ô nhiễm nặng nề. Nhiều cuộc xuống đường ôn hòa diễn ra khắp miền đất nước đòi Formosa đóng cửa và yêu cầu nhà cầm quyền phải minh bạch và công khai. Toàn bộ điều tra về sự kiện này đều đã bị ngăn chặn và đàn áp. Để bao che cho Formosa, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã vi phạm hàng loạt những công ước quốc tế về quyền con người mà họ đã ký kết khi sử dụng bạo lực để đàn áp các cuộc biểu tình, tấn công, đánh đập và bỏ tù những anh chị em chân đấu đòi công lý cho bà con ngư dân trên khắp các miền đất nước. Tiếp của Formosa gần như có mặt trên khắp các vùng đất nước từ Nam, Trung, Bắc. Vì vậy, hôm nay các anh chị em trong nhóm thiện nguyện Đan Mạch có chung một trăn trở cho quê hương đã quyết định tổ chức đêm hội luận và văn nghệ với chủ đề góp một bàn tay. Số tiền quyên góp được hôm nay trong chương trình sẽ tùy vào lòng hảo tâm của quý vị để dùng vào mục đích giúp đỡ và an ủi các nạn nhân bị đàn áp vì biểu tình đòi công lý, sự thật, quyền bảo vệ môi trường, phản đối nhà máy gang thép Formosa. Ước mong quý quan khách một đêm nhạc ấm cúng, đêm hội luận hào hứng và sôi nổi và một buổi chiều ăn thật ngon miệng. Xin cảm ơn. Đan xen vào văn nghệ là phần thuyết trình về thảm họa Formosa và hệ lụy cho Việt Nam do Kevin Nguyễn, 14 tuổi, đảm trách. Điểm chính yếu, Kevin xoáy vào tim ốc mỗi người là ta là người Việt hay người Đan. Cho dù em sinh ra và lớn lên tại Đan Mạch, tại sao em lại quan tâm đến hiện tình đất nước, trong khi không có ảnh hưởng gì đến cuộc sống gia đình và bản thân em. Så var der 200 km kystlinje, der blev forurenet, og mange hundrede tusindvis af tons døde fisk blev skyllet i land. Og der var så fire provinser i det centrale Vietnam, der blev særligt hårdt ramt, hvilket var Ha Tinh, Quảng Bình, Quảng Trị og Thừa Thiên Huế. Hvad skyldes denne katastrofale hændelse? Det var også bagmændene. Bagmændene var en taiwansk stålfabrik ved navn Formosa, og det var så også deres investorer, der stod bag det. Og hvordan forurenede Formosa så havet? Det gjorde de ved at dumpe giftigt affald i havet, som for eksempel fenol, cyanid og jernhydroxid.
Et spørgsmål, som mange har stillet, er, har kineserne en finger med i spillet? Det har jeg altså fundet svaret på, og det er ja. Man har fundet ud af, at Formosas investorer primært er kinesere, og at den kinesiske regering støtter dem og beskytter Formosa. Hvilke konsekvenser har katastrofen medført? Altså, havet kan jo ikke renses særlig hurtigt. Det kommer til at tage 50 år at rense det vietnamesiske hav. Og i den tid har fiskerne i området og befolkningen ikke så meget at leve af, da fisk er en primær og vigtig fødekilde i Vietnam. Og derudover har der også været kæmpe tab af turister. Før var det jo et strandparadis, kan man nærmest kalde det. Men nu så er det giftigt at bade i havet. Man kan dø af det, og dyrelivet det er helt ødelagt. Her har jeg så et billede af, hvad en strand i Vietnam, hvordan det ser ud nu. Som I kan se, så er der tusindvis af tons døde. Næste punkt er, hvorfor holder jeg den her fremlæggelse i dag? Kan jeg ikke være ligeglad med, hvad der sker i Vietnam, når jeg bor her i Danmark og har det godt? Der står der vietnameser eller danskere. Nu er jeg jo født og opvokset i Danmark, og jeg føler mig egentlig ret dansk. Men dybt indeni, så ved jeg godt, at der er en del af mig, der også er vietnameser. Altså, det vietnamesiske blod, der løber mine år. Mine forældre, min familie, de kommer alle sammen fra Vietnam. Og jeg føler ligesom, at jeg skylder Vietnam noget. Det er blandt andet derfor, jeg holder den her fremlæggelse. Og ikke bare på grund af det, så er det også bare fordi, det er det rigtige at gøre. Man bør ikke bare hjælpe, fordi det er ens fædreland, men fordi det er det rigtige at gøre. For retfærdighed, det er jo ikke retfærdigt, at børn, altså fremtidens generation, vores børn, deres børn og alle vores efterkommere, ikke kan komme til at nyde havet på samme måde, som vi gør i dag. Giften blev hældt i havet, og derfor vil den sprede sig rundt i verdenen. Og en dag komme til Danmark måske, hvilket gør det til et globalt problem, som kræver, at vi alle tager hånd om det og støtter. Altså, den vietnamesiske regering har undertrykt os alt for længe. Det vil ikke gå hen ustraffet. Jeg tror, at sammen der kan vi gøre en forskel. Vi kan ikke bare lave et bedre Vietnam. Jeg tror, at sammen kan vi lave en bedre verden uden kommunisme. Ja! Bà nội hỏi mấy đứa tụi con cá vì nó nói mẹ mấy đứa tụi con có hiểu không? Nội hỏi mấy đứa cháu nội cháu ngoại mấy đứa có hiểu không? Hiểu hả? Nói tiếng Nam tụi con hiểu phải không? Vậy là hiểu rồi, ok tốt rồi nhá. Cảm ơn con nhé, tại con nói tiếng Nam cho mấy cháu bà. Cảm ơn Kevin rất là nhiều nha. Phải nói là cái framework của em á, nó xoáy tận đáy lòng của chúng ta với cái câu hỏi rằng chúng ta là người Việt hay người Đan? Có phải không quý vị? Trong khi trên passport của chúng ta mang quốc tịch Đan, cho dù chúng ta có nhuộm tóc vàng, tóc đỏ và thay contact lens với tròng mắt màu khác, cái dòng máu Việt Nam nó vẫn chảy ở trong tim của chúng ta. Đó là Kevin, nó xoáy vào lòng chúng ta. Cảm ơn Kevin một lần nữa rất là nhiều. Và chỉ không còn bao lâu nữa đâu quý vị. Nếu chúng ta không làm gì thì 2020 Việt Nam sẽ là một tỉnh của Tàu. Và chúng ta phải làm gì?
xanh muôn là lời. Nhớ em nhớ bao mùa ấy. Mùa ấy có em anh chưa từng giàu, chưa lang thang ngoài đường, chưa lang thang ngoài đường phố đêm thâu, chưa mang hoang thành ngoài bên vắng. Đợi em đi về đâu cho đời mình. À, cùng các bạn, cùng các cháu thân mến, Phi xin thay mặt ban anh chị em nhóm thiện nguyện xin chân thành cảm ơn tấm lòng cao quý của quý đồng hương có mặt trong ngày hôm nay đến với chương trình Của Một Bàn Tay này. Sự đóng góp và chia sẻ của cô chú, các anh chị, các bạn cùng các cháu là một nguồn động viên vô cùng to lớn đối với những nạn nhân bị trù dập, bị đánh đập vì họ đã xuống đường biểu tình để rồi bị đánh đập. Vì họ đã xuống đường biểu tình để đòi công lý sự thật, và vì miếng cơm manh áo họ đã nói lên tiếng nói phản đối Formosa. Con phải ghi xuống con đọc, không thì con rung con không nhớ. Cảm ơn các anh chị em ca sĩ đã bỏ thời gian đến đóng góp những dòng nhạc và lời ca tiếng hát cho buổi tối hôm nay thêm phần sôi động và đầy ý nghĩa. Chân thành cảm ơn đến các nhà tài trợ cùng những mạnh thường quân ở Odense và ở những tỉnh khác đã lặn lội đường xá xa xôi đến cùng chung tay với nhóm có một bài khích lệ tinh thần rất lớn cho anh chị em nhóm thiện nguyện. Chúng tôi rất lấy làm, rất ấm lòng khi tất cả chúng ta ở chung trong hội trường ngày hôm nay đang chung góp. Góp một bàn tay và góp sức và đầy lòng yêu thương về với quê hương đất nước và dân tộc của mình. Xót xa và thương lắm đồng bào mình sống trong một đất nước và xã hội với nhiều oan ức, với vô số sự vô sống trong một đất nước và xã hội với nhiều oan ức, với vô số sự vô lý và bất công đến với họ. Đây là lần đầu tiên nhóm thiện nguyện tổ chức một buổi họp mặt như thế này, thì cái sự thiếu sót sẽ không có tránh khỏi. Thì con xin cô chú bác và các anh chị cùng các bạn bỏ qua cho. Một lần nữa con xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Cô về chơi đi em lên chơi đi, em cứ nói đi. Chị Vương Nhi nói hơi quá lời, tại vì và anh Nguyễn Thanh Tùng. Chúng ta nên cho anh Nguyễn Thanh Tùng và anh Nguyễn Khánh Hưng một tràng vỗ tay thật là lớn. Nhưng mà anh Nguyễn Khánh Hưng và anh Tùng cũng không phải là người chính đâu. Người chính của chúng ta chính là em Kevin ngày hôm nay. Những các anh em của chúng ta, các cháu, các con, các cháu chính là những người đứng ra tổ chức ngày hôm nay. Nhóm thiện nguyện Odense chỉ là đóng. Nhóm thiện nguyện Odense chỉ là đóng vai trò. Nhóm không có, mình nói nhóm đây trong cái một kép là không phải là nhóm nữa. Các anh em có trong tấm lòng mình có một cái trăn trở chung cho đất nước, thì chúng ta sẽ ngồi lại với nhau, chúng ta sẽ ngồi lại và chúng ta tìm ra được một cái có một cái phương án nào chung để mà giúp ích được cho đất nước, thì chúng ta ngồi lại với nhau. Và tùy theo cái hoàn cảnh về tổ chức ích được cho đất nước thì chúng ta ngồi lại với nhau. Và tùy theo cái hoàn cảnh về tuổi tác, sức khỏe và thời gian, chúng ta sẽ giúp được. Có thể lần này là có thể là mình là có anh Trần Khánh Hưng và anh Nguyễn Thanh Tùng đứng ra làm thay mặt cho nhóm, nhưng mà lần tới nữa có thể là bất cứ một người nào trong đây của chúng ta sẽ ngồi lại với nhau. Có thể là lần tới không phải là Quốc, không phải là anh Tùng, không phải là một người nào nữa, mà là có thể là chị Vương Nhi, có thể là anh Bình, có thể là các em trong đây. Chúng ta tùy theo, có thể là anh ngồi trên đó, anh đứng đó, anh đường xa xôi mà anh có lên đây được và tham dự, rất là cảm ơn anh hôm nay. Em trở lại với lại câu hỏi của chị là ai lập nhóm, thì đó là cái lý do mà mình lập ra là mình có cùng chung một cái trăn trở. Và
cảm ơn Kevin rất là nhiều. Và qua sự trình bày của anh Quốc thì quý vị cũng đã thấy là một bàn tay ta làm chẳng nên non, nhưng mà ba cái bàn tay chụm lại ta làm nên cơ đồ, ta làm nên một việc gì đó có ích cho nhân loại, có ích cho tha nhân và có ích cho đồng hương của chúng ta. Cảm ơn Kevin và cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Và trở lại với chương trình thì cái vấn đề chính của chúng ta và cái mục đề chính của chúng ta đó là vùng biển của Việt Nam. Và vùng biển của Việt Nam thì quý vị có bao giờ mà khóc dùm cho biển một lời không? Và ai trả lời đi, biển quê mình sao vậy? Ai thấy gì không? Biển ta đang chết đấy. Biển quằn mình vọng mãi tiếng cầu vang. Và vì đâu biết giấc mơ không còn, biển xưa đã càng vắng anh trên đời. Biển thầm than khó ngàn lần với tôi, cùng tôi biển chết trong nỗi đau, hoa kiếp mây ngàn cô đơn biển cả. Có hôm nào hẹn tôi tới phương trời, biển xưa lắng nghe chẳng xóa nỗi niềm, biển không lên tiếng. Nơi ơi nhỏ bé trong những khát khao chìm trong núi, nơi ơi nhỏ bé trong những khát khao chìm trong núi đâu. Tiền lòng quá lớn sướng những đam mê làm nên đoan trái, sống gieo đạo nề hai âu không ơi vạn anh chị người. Biển thầm than khó ngàn lần với tôi, cùng với biển chết cùng anh biển ta ngàn năm nỗi đau, hoa kiếp mây ngàn cô đơn Sài Gòn ơi, tôi đã mất người trong cuộc đời. Giờ còn đây những kỷ niệm sống trong tôi, những nụ cười ngắn trên môi, những giọt lệ ôi sâu đắng. Sài Gòn ơi, nắng vẫn có còn vương trên đường. Đường ngày xưa mưa có ướt ngập lối người về. Đường ngày xưa mưa có ướt ngập lối người về. Bóng gầy con bước nghiêng nghiêng hay đã thấu thương cho người yêu. Tôi giờ như con thú hoang lạc đàn. Từng ngày qua, từng kiếp sống quên thời gian, kiếp thương lắm đau thương lắm chưa cạn, kiếp thương lắm đau thương lắm chưa cay. Tôi gọi tên anh mãi thôi. Sài Gòn ơi, tôi xin tôi chưa về. Người tình ơi, tôi xin giữ cho mãi lời thề. Dù thời gian có là một thoáng đam mê, phố phường vạn ánh sao biển. Phần sổ số cũng không kém phần sôi nổi, và đương nhiên những giải trúng lại được tự nguyện xung vào quỹ yểm trợ. Từ đầu cho đến phút cuối, liên tiếp đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ nọ. Thứ nhất, số người tham dự và ủng hộ vượt quá sự dự tính của ban tổ chức. Hội trường không đủ chỗ ngồi, anh em phải nhường chỗ cho nhau. Quý vị mới đến, có cả đồng hương từ Ornbo, Esbjerg, Kolding, Aarhus, Svendborg, Hederslev, v.v.
Điều bất ngờ thứ hai là sự ủng hộ của quý vị xa gần cũng ngoài sự tiên đoán của ban tổ chức. Cho đến phút cuối gần tổng kết để công bố ngân sách, có người mang tiền chạy vội vào, đóng góp. Số người tham dự lên đến hàng trăm và hiện kim đóng góp lên đến hàng vạn. Chương trình vẫn tiếp tục với phần văn nghệ và dạ vũ cho đến 3 giờ sáng. Một trong những ấn tượng trong chương trình là ngoài những tấm lòng bao dung quảng đại, những trái tim vẫn lưu chảy, dòng máu Việt kiêu hùng, những mái đầu xanh luôn đau đáu với hiện tình đất nước. Một ấn tượng đẹp nổi bật nữa là anh One Man Band. Tiếng đàn của anh không những luôn theo tiếng hát của ca sĩ mà tâm hồn anh cháy hết mình theo dòng nhạc. Phong thái chơi của anh không cần nghe rõ lời cũng có thể đoán được ý nhạc qua cách thể hiện và biểu lộ trên nét mặt anh. Hơn thế nữa, anh mở lời trước là anh luôn sẵn sàng cống hiến cho mục đích và công cuộc chung. Cảm ơn đời và cảm ơn người, tại xứ lạnh Bắc Âu, tình người không đồng giá. Vương Nhi tường trình từ Odense, Denmark. Thưa quý vị, chắc cái ngày mà điểm tiền là cái ngày của mấy cô á. Chưa thấy điểm tiền, thấy mấy bà xinh ra đẹp á. Cố lên, cố lên. Ông Ba Lợi Udinsờ cùng chung góp một bàn tay nhỏ bé 5 ngón. Là 27.500 ha, là để mình thông báo cho các chị em biết. Dạ, ngày hôm nay, dạ. Đây, chị này nè. Thôi là mình đã được 30.500 cái số hiện kim bây giờ đã có. Việt Nam tiếng vui tay lâu, Việt Nam tiếng đưa tươi.
đi. Ai chiến thắng không hề chiến bại, ai định một thôn thôn một lần. Dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi ơi đồng bào ơi. Thì luôn tấm gương hành trang chiếu nặng luôn vững bước là trọn nghĩa yêu thương ta xin gửi về cố hương. Đó là ý nhạc mà chúng tôi muốn khai mạc cho chương trình văn nghệ ngày hôm nay với Quê Hương Bỏ Lại của Tô Huyền Vân. Xin đón chào tiếng hát của Phương Thúy. Xin mời Phương Thúy. Xa quê hương là những ngày mang đau thương, một ngày xa quê hương là một ngày mang đau khổ, một ngày không nắng ấm và một ngày không mưa rào, một ngày yêu hơi thở của đồng cỏ nước Việt Nam. Là những ngày mang đau thương, một ngày xa quê hương là một ngày mang đau khổ, một ngày không nắng ấm và một ngày không mưa rào, một ngày thiếu hơi thở mùa đông cỏ nước Việt Nam. Thank you.
thương buồn. Chiều nào biển Vũng Tàu sóng từng cùng đến Cà Mau. Hết rồi quê hương ơi, thân tình cùng xa xôi thôi. Vùng trời nhà trang xưa và dòng đông đại lưng mời. Nào cơn thơ nắng ấm khi ruộng đồng lúa chín vàng. Giờ này đã xa rồi và ngàn đời nhớ Việt Nam. Giờ này đã xa rồi và ngàn đời nhớ Việt Nam. Một trong những nhạc sĩ gọi là lớn của làng nhạc Việt Nam, chúng ta không thể là không kể đến nhạc sĩ Lam Phương. Và nhạc sĩ Lam Phương để cho kho tàng văn nghệ Việt Nam rất là nhiều bài hát nổi tiếng như là Chiều Mưa Biên Giới hay Chuyến Đò Vĩ Tuyến, như quý vị cũng đã từng nghe. Và ông xuất thân từ một gọi là bộ binh cao cấp của Việt Nam Cộng Hòa, thì ông cũng viết rất nhiều tác phẩm về những cuộc tình của chàng trai trẻ. Chàng trai trẻ phải nặng gánh non sông, phải gác chuyện riêng qua một bên, thì chuyện tình đó sẽ được thể hiện với một tiếng hát từ producer Jen Quỳnh với một tác phẩm của Lam Phương, Chiều Hoàng. Xin cho một tràng vỗ tay đón chào ca sĩ Jen Quỳnh. Xin chào quý ông bà. Chiều hoang vắng chỉ mình tôi tìm thế, mình tôi tìm thế thầm yêu người em gái nơi thành đô. Tôi người trai sóng gió tìm em dù đồi cao sông bão, dù sóng dài ngăn cách nhau. Rồi tôi với em gặp nhau đây, bao nhiêu ân tình từ ngày xưa, ngày xưa ấy. Những câu thề hứa còn say mối tình ban đầu em. Anh nhau không nói nên lời, anh như lần mấy chiều đến nay rồi trong phút giây. Ngày mai còn đi hoài.
giới và đề tài với nhau thỏa và là một nguồn cảm hứng vô tận. Đó là cái đề tài tình yêu, có phải không quý vị? Thì tình yêu và cái nỗi mà đau đớn nhất, cái nỗi mà nhớ nhung, cái nỗi mà đau đớn nhất, cái nỗi mà nhớ nhung dạt dào nhất là khi mà đôi ngã cắt ngang với bất cứ lý do nào. Thì không có một cuộc chia ly nào mà không vương vấn đầy nước mắt, và không có cuộc ngăn cách nào là không để lại sự buồn lo. Thì đó là cái tâm sự được gửi trên dòng nhạc và được thể hiện với một tiếng hát nữ từ Bodenser với dòng nhạc của anh Đỗ Thu gửi về anh. Xin mời Phương Nhi, xin cho một tràng pháo tay đối với Phương Nhi. Con xin chào tất cả quý vị. Xin gửi đến nhau nỗi nhung nhớ của người yêu và người vợ trong thời chiến tranh đối với người tình và người chồng của mình. Xin mời quý vị cùng đón nghe của nhạc sĩ Đỗ Thu. Một lá thư em viết bên đèn tình.
Ja, hvad skete der så? Altså, hvad handler den her katastrofe om? Det handler om, at i april 2016, hvilket er cirka et år, det orkiske hav i det centrale Vietnam, og så var der 200 km kystlinje, der blev forurenet, og mange hundrede tusindvis af tons døde fisk blev skyllet i land. Og der var så fire provinser i det centrale Vietnam, der blev særligt hårdt ramt, hvilket var Ha Tinh, Quang Binh, Quang Chi og Tho Thien Huế. Hvad skyldes denne katastrofale hændelse? Det var også bagmændene. Bagmændene var en taiwansk stålfabrik ved navn Formosa, og det var så også deres investorer, der stod bag det. Og hvordan forurenede Formosa så havet? Det gjorde de ved at dumpe giftigt affald i havet, som for eksempel fenol, cyanid og jernhydroxid. Et spørgsmål, som mange har stillet, er, har kineserne en finger med i spillet? Det har jeg altså fundet svaret på, og det er ja. Man har fundet ud af, at Formosas investorer primært er kinesere, og at den kinesiske regering støtter dem og beskytter Formosa. Hvilke konsekvenser har katastrofen medført? Altså, havet kan jo ikke rense særlig hurtigt. Det kommer til at tage 50 år at rense det vietnamesiske hav. Og i den tid har fiskerne i området og befolkningen ikke så meget at leve af, da fisk er en primær og vigtig fødekilde i Vietnam. Og derudover har der også været kæmpe tab af turister. Før var det jo et strandparadis, kan man nærmest kalde det. Men nu så er det giftigt at bade i havet, man kan dø af det, og dyrelivet, det er helt et billede af, hvad en strand i Vietnam, hvordan det ser ud nu. Som I kan se, så er der tusindvis af tons døde fisk, der er blevet skyllet i land, og plantemiljøet i vandet er helt ødelagt. Hvordan har befolkningen og regeringen reageret på situationen? Altså, den vietnamesiske befolkning har lavet nogle af de største demonstrationer i Vietnams historie, hvilket jeg ser som et skridt i den rigtige retning, da Vietnam har været samlet under kommunistisk styre i rigtig lang tid, og siden da har de ikke turde ytre sig og ligesom klage over, at de ikke har nogen menneskerettigheder og den slags. I stedet for at hjælpe befolkningen, har regeringen valgt at skjule vigtige informationer om banemændene, hvis der er nogen, der ikke ved det, så er det et synonym for bagmændene, som er Formosa. De har skjult informationer om, hvem bagmændene var, og offentliggjorde det først efter flere måneder, hvor folk allerede havde mistanke om, hvem det var. Og derudover har de beordret det vietnamesiske politi til at slå hårdt ned på alle demonstranter, som også er kvinder og børn, som de har slået ned. Formosa har derefter modtaget en bøde på 500 millioner amerikanske dollars, hvilket er rigtig mange penge, men det er ikke nok til at rense havet og brødføde den vietnamesiske befolkning. Der har vi så et billede af at børn, der har været med til at demonstrere. På skiltet, der står der Am Jong Ga Dum. Det betyder, at de vil hellere have fisk og rejer, skaldyr, i stedet for den her stålfabrik, som Formosa har, som så ødelægger deres natur og deres hav. Hvorfor støtter den vietnamesiske regering Formosa? Jeg tror, at de støtter Formosa på grund af frygt for den kinesiske regering. Begge regeringer er kommunister, og ja, langt tilbage i historien har Vietnam altid været som håndlanger for Kina. Og der, altså historien gentager sig altså jo også det, men også på den måde, at Kina har altid set Vietnam som et stykke jord, som vi bare holder for dem. Og de har mange gange før i tiden erobret Vietnam i flere hundrede år. Men de har aldrig kunne knække den vietnamesiske ånd, altså det er stadig Vietnam på verdenskortet. Og nu prøver de så igen, de har erobret vores strande og vores øer. Og hvis vi ikke snart gør noget ved det, så er Vietnam ikke en del af verden mere, så er det bare Kina det hele. Hvordan kan vi udlandet hjælpe for at gøre, hvad kan vi gøre for at hjælpe? Altså, man kan jo deltage ved arrangementer som det her, hvor der er alle pengene, det går til, og ja, alt sådan noget. Men det bedste, virkelig det bedste man gør, det er at informere andre om, hvad der er sket.
Normalt, når der sker kæmpe katastrofer rundt omkring i verden, så kommer det hele i nyhederne. Men jeg har i hvert fald ikke set noget om den her naturkatastrofe, som er sket, miljøkatastrofe, som er sket for over et år siden. Det har jeg ikke engang set i de danske nyheder. Det er lidt for dårligt, men det er også fordi, at den vietnamesiske regering har troet og bestukket journalister og fået dem til ligesom at holde mund, så det er, at verden ikke ved noget. Her har vi så et billede. Der er et billede af nogle vietnamesere på. Der er nogle præster, vietnamesiske præster fra Vietnam, som bor i Vietnam, som har rejst rundt i verden og holdt foredrag, lidt ligesom mit foredrag, om hvad der ligesom er sket i Vietnam, og hvad vi er nødt til at gøre for at stoppe det. Og de har været i Oslo, Genève og i Bonn og rundt omkring i hele verden. Og de tør så at ytre sig nu på grund af den her katastrofe. Katastrofen har samlet den vietnamesiske befolkning og gjort os stærkere end nogensinde før. Mit næste punkt er, hvorfor holder jeg den her fremlæggelse i dag? Kan jeg ikke være ligeglad med, hvad der sker i Vietnam, når jeg bor her i Danmark og har det godt? Der står der vietnameser eller dansker. Nu er jeg jo født og opvokset i Danmark, og jeg føler mig egentlig ret dansk. Men dybt indeni, så ved jeg godt, at der er en del af mig, der også er vietnameser. Altså, det vietnamesiske blod, der løber mine år. Mine forældre, at jeg skylder Vietnam noget. Det er blandt andet derfor, jeg holder den her fremlæggelse. Og ikke bare på grund af det, så er det også bare fordi, det er det rigtige at gøre. Man bør ikke bare hjælpe, fordi det er ens fædreland, men fordi det er det rigtige at gøre. For retfærdighed, det er jo ikke retfærdigt, at børn, altså fremtidens generation, vores børn, deres børn og alle vores efterkommere ikke kan komme til at nyde hadet på samme måde, som vi gør i dag. Giften blev hældt i hadet, og derfor vil den sprede sig rundt i verdenen. Og en dag komme til Danmark måske, hvilket gør det til et globalt problem, som kræver, at vi alle tager hånd om det og støtter. Altså, den vietnamesiske regering har undertrykt os alt for længe. Det vil ikke gå hen ustraffet. Jeg tror, at sammen, der kan vi gøre en forskel. Vi kan ikke bare lave et bedre Vietnam. Jeg tror, at sammen kan vi lave en bedre verden uden kommunisme. Ja! Bà nội hỏi mấy đứa tụi con, mấy đứa có hiểu không? Hiểu hả? Nói tiếng Nam tụi con hiểu phải không? Vậy là hiểu, ok, tốt rồi nhá. Cảm ơn con nhé, tại con nói tiếng Nam cho mấy cháu của bà. Cảm ơn Kevin rất là nhiều nha. Phải nói là cái framework của em á, nó xoáy tận đáy lòng của chúng ta với cái câu hỏi rằng chúng ta là người Việt hay người Đan? Có phải không quý vị? Trong khi trong trên passport của chúng ta mang quốc tịch Đan, cho dù chúng ta có nhuộm tóc vàng, tóc đỏ và thay contact lens với tròng mắt màu khác, cái dòng máu Việt Nam nó vẫn chảy ở trong tim của chúng ta. Đó là Kevin, nó xoáy vào lòng chúng ta. Cảm ơn Kevin một lần nữa rất là nhiều. Và chỉ không còn bao lâu nữa đâu quý vị. Nếu chúng ta không làm gì thì 2020 Việt Nam sẽ là một tỉnh của tàu. Và chúng ta phải làm gì bây giờ? Mỗi một con tim hãy lên một tiếng nói. Đó là tâm tình của một nhạc sĩ Trúc Hồ gửi đến chúng ta qua Triệu Con Tim. Và bây giờ chúng tôi xin mời tất cả quý vị cất lên một tiếng nói với tiếng hát Triệu Con Tim, một tiếng nói của Trúc Hồ. Xin mời quý vị cùng đồng ca. Xin mời quý anh chị có thể, ai có thể lên. Xin mời tất cả cùng lên để chúng ta cùng hát. Và trang 48.